Wow, quá trời màu luôn. Rồi hôm nay em xin về dòng Note 10 5G ha. Con này cấu hình mạnh rồi, và đặc biệt bên em rất là nhiều màu. Máy full chức năng. Đây, ngoại hình rất là đẹp nha. Con này chiến game là khỏi phải nói rồi, chức năng đã test full rồi. Đây, sử dụng cực kỳ mượt mà. RAM 12, bộ nhớ 256. Cực kỳ là màu sắc, rất là đẹp đây. Quá trời màu và có cả full box luôn nha. Máy bên em là đầy đủ hết, bảo hành cho anh chị, ship code toàn quốc nha. Hỗ trợ trả góp và đặc biệt là có bảo hành đầy đủ nha. Ship code thì mình nhận máy rồi mình mới thanh toán. Cấu hình mạnh như vậy rồi không thể nào mà không test game được. Vào thẳng con game Liên Quân Mobile Max Setting nha. RAM 12, bộ nhớ 256. Quá là khỏe luôn. Wow, bức tướng cực kỳ là mượt mà nha. Rồi, nói sơ về thông số con này. Con này được trang bị bộ 3 camera ha, đèn flash LED. Trang bị công nghệ âm thanh AKG, loa kép và đặc biệt là một chiếc màn hình trang viên rất là đẹp. Đây, máy nhỏ gọn cầm vừa tay. Nhỏ nhưng mà cấu hình nó khỏe lắm nha. Wow, load game quá nhanh luôn, thấy không ạ? Load game cực kỳ nhanh. Thực sự RAM 12, bộ nhớ 256 thì quá là đỉnh trong tầm giá rồi. Kiếm được con như thế này rất là khó. Nhưng mà bên em rất là nhiều nha. Rồi, mình cùng để thông số FPS ha. Rồi, RAM 12 thì quá ngon rồi. Đây, matte setting, hình ảnh cực kỳ là sắc nét. Để em chơi thử xem ơi có ngon không nha. Đây, em đang chơi con Lữ Bố. Wow, vừa quá. Âm thanh nghe rất là hay. Chiếc màn hình này thật sự chơi game rất là đẹp. Cực kỳ là mượt luôn. Đây, FPS lúc nào cũng ổn định 60 nha. Tìm đâu được một con máy mà hôm nay được giảm giá và đặc biệt là rất là nhiều màu, full box đầy đủ hết nha. Vừa vừa có mà đẹp cũng có. Con này chiến game ngon lắm, rất là ngon nha. Đây, 60 fps cực kỳ là ngon rồi, sử dụng rất là mượt mà. Màn hình Dynamic AMOLED đây, bấm vào là phản hồi liền thôi. Camera là siêu đỉnh rồi. Đây, chụp nhanh tấm nha. Wow, quá là sắc nét luôn. Đây, có thấy sắc nét không ạ? Hình ảnh rất là mịn, sắc nét, bắt nét nhanh. Con này là hỗ trợ loa kép. Đặc biệt là dòng Note là đỉnh cao là có viết S Pen nha. Máy là full chức năng nha, đây. Rồi, con máy em đang cầm trên tay thì quá là rẻ rồi. Giống như màu như thế này, ngoại hình xước xước như thế này thôi mà mức giá thì cực kỳ là tốt. Hôm nay em đang sale khuyến mãi cho tất cả luôn nha. Ai cũng có thể mua được hết. Giá hôm nay với một mức giá cực kỳ là tốt nha. Như máy như thế này thôi, chỉ có mức giá 5 triệu 590 nghìn nha. Em xin nhắc lại là 5 triệu 590 nghìn. Ngoài ra đẹp hơn em cũng có. Máy với em là cam kết full chức năng, không bán máy lỗi nha. Bảo hành đầy đủ, ship có toàn quốc và đặc biệt là hỗ trợ trả góp nha. Góp hồ sơ rất đơn là đơn giản thôi, không gọi người thân, không chứng minh thu nhập gì cả, 5 đến 10 phút là xong rồi. Rồi, bên em là chuyên các dòng Samsung, Oppo, iPhone, LG. Mình muốn tham khảo hoặc là muốn mua những con máy trên tay em đây, Note 10 5G full box cũng có, quất rất là nhiều màu, mình nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình nha, hoặc là vào tường em xem. Rồi, nếu mà anh chị có quan tâm nhắn tin liền cho em nha, hoặc là gọi điện nha. Đây chính là con Note 10 5G, chơi game, xem phim, lướt web cực kỳ là đã luôn nha.